Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị Liệu Tâm Trí và Cân Bằng Năng Lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Vũ trụ khiến chúng ta không gặp ai một cách tình cờ. Mỗi người chúng ta gặp đều là một may mắn hoặc một bài học. Có lý do gì khiến bạn gặp một loại người cụ thể trong cuộc đời của mình hay không? Đó có phải là kế hoạch của vũ trụ để bạn gặp họ hay không? Trong cuộc sống, bạn phải luôn nhớ rằng mọi điều xảy ra đều có một hoặc nhiều lý do. Chúng ta không gặp mọi người một cách tình cờ. Ngoài ra, cuộc sống của bạn diễn ra như thế nào không quan trọng, nhưng luôn có cách gặp gỡ những kiểu người khác nhau trong mọi tình huống trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta thường gặp họ vì một lý do nào đó mà không hề nhận ra. Do đó, khi cảm thấy cô đơn, bạn không nên lo lắng, vì vũ trụ đang nỗ lực gửi đến bạn một người sẽ mang lại tác động đến cuộc sống của bạn. Đó là tất cả về thời điểm thiêng liêng khi hai bạn chuẩn bị cho nhau. Mỗi người bạn gặp, họ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn theo cách này hay cách khác. Liệu có giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn, hướng dẫn bạn đi đúng hướng, hay để tiếp tục cuộc sống của bạn? Những kết nối vũ trụ sau đây sẽ chứng minh cho bạn thấy rằng chúng ta không nên coi bất kỳ người nào trong cuộc đời mình là điều hiển nhiên. Thứ nhất, mọi người đến để giúp chúng ta phát triển. Khi cố gắng đạt được mục tiêu cuộc sống, chúng ta thường thay đổi và rời xa bản thân cũ của mình. Đây là một quá trình của tự nhiên, nhưng đôi khi nó xảy ra khi chúng ta gặp những người truyền cảm hứng cho chúng ta trong việc định hình số phận của chúng ta. Những người này giúp chúng ta nhận ra phiên bản tốt hơn của chính mình. Họ sẽ khiến chúng ta hiểu được mục tiêu thực sự của mình và dạy chúng ta cách sống. Điều thứ hai, một số người được gửi đến ở lại trong cuộc sống của chúng ta. Có những người đã bước vào cuộc đời chúng ta để ở lại mãi mãi. Đây là những người duy nhất mà chúng ta phát triển kết nối tâm hồn và hiếm khi tìm thấy họ. Họ hỗ trợ chúng ta khi họ đến vào một thời điểm trong cuộc sống khi chúng ta cần họ nhất. Bạn sẽ gặp nhiều trải nghiệm với những người như vậy. Khi bạn ở bên nhau, mối quan hệ của bạn với họ ngày càng bền chặt hơn. Do đó bạn sẽ khó tránh xa họ. Những cá nhân này bao gồm người bạn tri kỷ, thành viên gia đình và bạn thân. Bạn cũng sẽ gặp phải nhiều người ở lại khi nói đến tình bạn lâu dài và gia đình thân thiết như một người làm cho mọi thứ tốt hơn. Bạn sẽ cần rất nhiều kiên nhẫn. Khi vũ trụ cho rằng bạn đã sẵn sàng, bạn sẽ gặp được người đặc biệt, người ở lại cuộc đời bạn mãi mãi. Ở đây chúng ta đang nói về một người bạn tri kỷ hoặc một linh hồn song sinh của bạn. Điều thứ ba, một số người được gửi đến để đánh thức chúng ta. Đôi khi chúng ta để cuộc sống trôi chảy mà không có sự tham gia của chúng ta. Chúng ta thậm chí cảm thấy thoải mái với cuộc sống của mình và với những gì chúng ta đã đạt được. Chúng ta trở nên mất tập trung để kiểm soát và dẫn dắt cuộc sống của mình hướng tới việc đạt được các mục tiêu cuộc sống. Lúc này, một ai đó đến để đánh thức và lay chuyển thực tại trong chúng ta. Đây là những người bạn không bao giờ muốn gặp, nhưng họ có tác động tích cực đến cuộc sống của bạn. Họ sẽ xác định chính xác tất cả các tiêu cực của chúng ta, thách thức chúng ta sống tốt hơn. Điều thứ tư, một số người được gửi đến để khuyến khích chúng ta. Khi chúng ta đối mặt với những tình huống áp đảo, cuộc sống sẽ mang đến một người để động viên chúng ta. Khi bạn cảm thấy chán nản hoặc tuyệt vọng, những người này sẽ thúc đẩy bạn không để mất hy vọng. Điều thứ năm, một số người đến để nhắc nhở chúng ta về điều gì đó. Thông thường, mọi người đến để nhắc chúng ta về những điều chúng ta đã quên. Nó có thể là một ý tưởng, một giấc mơ, hoặc một mục tiêu. Họ ở đó để giúp chúng ta nhận ra điều gì là quan trọng và hướng dẫn chúng ta đi đúng hướng. Điều thứ sáu,
Có những người có ý định rời đi. Bạn cũng sẽ gặp những người có lý do và mục tiêu cụ thể trong cuộc sống của bạn. Họ sẽ không ở lại lâu, nhưng họ sẽ dạy cho bạn những bài học của cuộc sống. Họ không có ý định ở lại. Đôi khi những người này có thể đến khiến bạn mê mẩn, rồi tan nát cõi lòng. Mỗi người bạn vượt qua con đường trong cuộc sống đều có liên quan. Để bạn có một cuộc sống hạnh phúc, bạn không nên bỏ qua chúng. Do đó, hãy tôn trọng bản thân và thừa nhận rằng mọi thứ xảy ra đều là một món quà. Đó không bao giờ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đánh giá cao những trải nghiệm bạn gặp phải với mọi người và cố gắng hiểu vai trò của họ trong cuộc sống của bạn. Mỗi người bạn gặp đều phục vụ một mục đích lớn hơn trong cuộc sống của bạn. Bạn lấy một cái gì đó từ tất cả mọi người mà bạn gặp. Một số sẽ đi qua thời gian ngắn và những người khác sẽ ở lại. Cuộc sống là một hành trình, không phải là một điểm đến. Vũ trụ gửi cho bạn những dấu hiệu và con người để hướng dẫn bạn hướng tới mục đích cuộc sống của mình. Một ngày nào đó, bạn sẽ gặp một ai đó trong đời. Điều đó sẽ thay đổi mọi thứ. Họ sẽ thay đổi cách bạn nghĩ về thế giới, cách bạn nhìn nhận bản thân và cách bạn nhìn mọi người xung quanh. Người này có thể là một người lạ mà bạn gặp trên đường đến một điểm đến khác. Đó có thể là người bạn gặp ở trạm xe buýt hoặc ở nhà hàng đứng xếp hàng sau họ. Bạn có thể gặp người này ở một quốc gia khác hoặc tại một thành phố khác mà bạn vừa đến thăm. Nó xảy ra ở đâu không quan trọng. Nó xảy ra như thế nào không quan trọng. Nhưng một ngày nào đó, nó sẽ xảy ra. Đó có thể là một cuộc trò chuyện nhỏ, một cuộc trò chuyện về thời tiết, hay một cuộc trò chuyện về sự sống và cái chết. Bạn có thể không bao giờ gặp lại người này. Bạn có thể không bao giờ có một cuộc trò chuyện như vậy nữa. Bạn có thể phải giữ cho ký ức về người này luôn cháy sáng trong tâm trí của bạn khi thời gian trở nên tăm tối. Bạn có thể phải giữ cho hình ảnh của người này được thấm sâu vào mọi tế bào và nguyên tử trong con người bạn. Nhưng có một điều chắc chắn là bạn sẽ mãi mãi bị thay đổi. Bạn không biết nó là gì về người này. Có thể bạn là những người bạn tri kỷ chỉ để gặp nhau trong một ngày. Hoặc có thể bạn đã được định sẵn để kết thúc bên nhau. Hoặc có lẽ số phận giúp hai người là những người bạn tuyệt vời. Nhưng cách họ mỉm cười với bạn sẽ khiến bạn và mọi thứ trở nên ổn thỏa trở lại. Cách họ nói chuyện với bạn sẽ khiến bạn nhận ra rằng một phần nào đó của bạn đã bỏ lỡ việc được nhìn nhận một cách thực sự. Cách họ cười trong cuộc trò chuyện bình thường của bạn sẽ khiến bạn muốn nhìn thế giới từ một ánh sáng khác. Và người này, một người xa lạ, hoàn hảo này, sẽ khiến bạn muốn trở thành một con người tốt hơn. Người này sẽ đột nhiên đánh thức một tia sáng trong bạn đã tắt ngấm bấy lâu nay. Người lạ này sẽ khiến bạn thức dậy khỏi thế giới mà bạn đã bỏ lỡ. Người lạ này sẽ đánh thức bạn về vẻ đẹp bên trong con người của mình. Bởi vì cách người này sẽ nhìn bạn giống như họ đã biết bạn mãi mãi. Và cách người này sẽ nhìn bạn sẽ cho bạn biết rằng bạn xứng đáng với mọi thứ mà bạn muốn trên thế giới này. Và người này, người lạ mà bạn gặp trên đường phố hay trạm xe buýt, cuối cùng sẽ khiến bạn muốn nhìn lại bản thân theo cách họ nhìn bạn. Một ngày nào đó, bạn sẽ gặp một người sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Bởi vì trong cách họ mỉm cười và nói chuyện với bạn, bạn sẽ nhìn thấy tất cả tiềm năng của mình chỉ trong một cái nhìn. Và trong cách họ nói chuyện với bạn với một cuộc trò chuyện cẩn thận, sẽ khiến bạn nhận ra rằng bạn đáng giá hơn những gì bạn đã từng cho mình. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video.
Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.